À, cái này hát thực tế nha mọi người. Hát thực tế nha mọi người. Chống uống cực cao mọi người. Thôi anh đừng nói những lời gì yêu đương, tình đầu hay tình cuối. Rất là lớn nhưng đứng gần mà thấy không? À đây nè, mọi thấy không? Liệt hê hê, một hê ba bốn nước sạch, hê ba bốn năm sáu. À, mọi thấy không? Nó rất là trong phút rất cao nha. À, tại sao? À, tại vì mình sử dụng một cái combo đã set rất là kỹ, về cái độ mà ổn định và cân bằng âm thanh, nên nó là nó cho mình một cái chất âm rất là tốt, ít hú nhẹ hát. Nó sử dụng một con dân số này nó làm chia quay và làm echo reverb, đó mình thấy không? Echo reverb riêng biệt hết ha, echo reverb có ba cái mod nha. Cái đường micro mình đi bass trung chép không có chỉnh nha, anh em thấy chưa? Cái bass trung chép mình để thẳng giống như là mình mượn cái line mà để lớn nhỏ thôi, rất là dễ cho mình sử dụng luôn. Rồi combo thì nó ổn định thực tế, anh em đi làm nó ổn, rất là ổn định về cái độ là man sub man pull, cho ra mỗi chất âm nó ổn định. Rồi anh em cần combo giống như vậy thì liên hệ với mình, số điện thoại là 0974704444 nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều.